Rồi chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình cũng được khá khá các bạn. Mình đang trên đường chạy vô. Ngày hôm thì mình kéo được là được khoảng 4 giả các bạn. Ngày hôm rồi đầu hôm không có cá đó, tính chạy vô ngủ rồi thì gặp cá kéo được 4 giả đó, được khoảng gần 40 kết đó các bạn. Đó. Cá rất là đẹp, rất là đều luôn. Cá 3 năm nhỏ các bạn, cá rất là đẹp luôn. Đây bây giờ mình sẽ quay cá cho các bạn xem ha. Đó, cá đây các bạn. Cá đều gan luôn ha. Cá quá đẹp luôn. Cá không có lộn cái gì nha các bạn. Hôm nay không có gác cái gì hết, toàn là cá cơm không luôn. Đó, chạy vô có khoảng nửa tiếng nữa là vô tới bờ đó các bạn. Đó, bữa nay thì gần 40 kết, được khoảng gần 700 kg cá cơm đó các bạn. Đó. Đó, 60 kết là gần 1 tấn rồi, cái này mình được gần 40 kết. Đó, 700 kg cá cơm. Kết mình vô là ém dữ lắm các bạn, đó ém mấy gốc luôn. Đó nè, mấy gốc chỗ cái khuôn nè, cái khuôn cái chân ấy các bạn, đó mình ém vô 40 gốc này là cứng ngắc luôn. Đó, để nó giờ nó dẻ xuống rồi còn bằng mặt các bạn, cấp mà mình vô á là nó dung lên á. Đó nè, cái này như thế này là vô là kết này là khoảng là 18-19 kg luôn à. Dung kê lên luôn. Đó, vô dữ dằn luôn, vô kết đáng kết đó các bạn. Ở dưới là hết trơn kết luôn, kết nó bị bể mình chừa lại á, dưới hết trơn kết luôn rồi. Còn bữa nay thì mực á, mực kết á, đó được nhiêu mực bự đây nè, khoảng 5 kg mực bự, ký mực nhỏ với 4 kg cá gỏi. Đó đang chạy vô nè, rất sáng trời có sóng lăn tăn các bạn, trời mà sóng gì nè là mấy có cá, rồi trời im quá là thôi rồi, trời im quá là vô neo ngủ rồi. Đó, mấy ông anh mình này hôm thì nói chung vô ngủ hết trơn rồi, kiếm được cũng có mấy kết ít vậy đó à. Nay có một anh mình là quánh được gần 40 kết đó bạn, vậy cũng quá im rồi. Cá là canh lên vớt gần sáng đó bạn. Đó, hôm kéo cá thấy mê luôn à, không có lục bình lục gì hết trơn á, đang trên đường chạy vô á. Bây giờ mình ra trước mình dở thùng với các bạn xem á, để nhiều khi mình nói rồi mấy anh em cũng không tin. Rồi giờ mình ra trước mình dở thùng các bạn. Ở cái thùng này có cá đó, nó cắn vô cái gốc đó, đó dở lên hơi nặng nữa. Rồi bữa nay dở nhẹ đó, đầy thùng á bạn, mắt thùng á, cá đẹp dữ lắm luôn. Đó, con cá giống là nhìn con cá là nó khác các bạn, cá đều gan à. Đó, qua đây một phòng ha. Ở đây được 7 kết nữa các bạn. Đó. Gần sáng rồi, mấy kết này mà không có gãy đứt đá. Đó, gần vô tới bờ không có gãy cá. Cá rất là đẹp luôn. Đó, được chỉ là quá êm mà các bạn. Đó, đang chạy vô nè, đang đi cắn sóng nữa, mình ra nó hơi lắc ha, thì cắn
này đi thả xuôi cắn cắn xuôi sống các bạn. Này cả khoảng 82 đó, vô tới đầu tay rồi, còn khoảng nửa tiếng nữa vô tới chổng rồi. Ở xa xa đằng kia thì có hai ông anh nữa, thôi mình chạy có mình lên à. Hai ông anh kia chạy hơi xa, giấc sáng này mới kéo cào lại gần gần á, rồi mới lên cào vô chung bạn đó. Tốt tốt cái đằng kia là máy này, mình quay bằng cái máy này, máy khác không có zoom xa được cho các bạn xem á. Đó đằng xa xa đó một chiếc nữa bạn, để mình zoom lại thử thấy không ha. Đó thấy mà nó hơi mờ đó bạn, chung lại giờ có ba chiếc thôi vô trễ. Bữa nay thường bữa giấc sáng vô là chạy chung với mấy anh em ghe đồ vỏ đồ đông cái lắm, mà bữa nay chạy mỗi có ba chiếc à, mà chạy mỗi nơi một chiếc nữa. Đang chạy vô các bạn, cá sáng mình vũ sạch bon luôn á. Bạn ơi, hồi tới giờ đóng á, giặt gạo nhả các bạn. Rồi, cái canh mình nó bị cắn, nó lủng nó vô nước, mình phải lấy cái này mình lấy chiếc đũa mình nhém lại các bạn. Đó, chạy vô mình rút ra. Nào mà chạy hết á mình nhém lại. Nó cắn cắn vô mấy góc cạnh cái quê này nè, nó bị lủng á. Để đi cho ra nước các bạn. Kéo liền siêu một chút cho chảy nước dữ một chút cho màu ra, rồi lấy chiếc đũa mình ném lại. Bên kia thì cũng vô nước nữa mà vô hết á. Ở đây mình đục lỗ luôn. Mà cái cào mới bên đây nó vô nhiều hơn các bạn. Ngộ vậy á. Canh vô nước nó vô nhiều hơn á. Kéo là nhiều hơn ra là đậu khoảng cào bên kia á, cái cào mà cái canh lủng bên đây nè. Kéo là nó vô đồ nhiều hơn cái cào bên kia là đậu khoảng là một kích mấy hai kích. Rồi chạy nãy vô chắc cầu khoảng nửa canh á, chừng đầy canh luôn á bạn. Rồi để cho nó chảy đi, nào hết chảy rồi vô tới chổng rồi mình tính sau. Để coi chép lại rồi mà vẫn không hết xì. Rồi clip mình cũng tới đây thôi, xin chào các bạn nghe, hẹn gặp lại các bạn clip sau. Nếu các bạn nó hay thì quên đăng ký và like, nhấn vào chuông để theo dõi cập nhật những video mới nhất của mình ha. Rồi mến chào tất cả các bạn.